U23 Việt Nam họp khẩn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phạt nặng trụ cột U23 Việt Nam, gạch tên khỏi đội hình đấu U23 Malaysia. Trước trận đấu quan trọng với U23 Malaysia, trưa nay ngày 23 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp khẩn để xác định chiến lược và định hướng cho trận đấu. Tuy nhiên, thông tin bất ngờ nhất không phải là chiến thuật, mà là quyết định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về việc gạch tên Văn Trường khỏi danh sách thi đấu. Văn Trường, một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam, đã gây ra sự cố ẩu đả với cầu thủ U23 Philippines trong trận đấu diễn ra tối qua ngày 22 tháng 8. Mặc dù tình huống này không khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp trên sân, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc. Cụ thể, vào phút 82 trong trận gặp U23 Philippines, Văn Trường bị Farid vào bóng từ phía sau nên không giữ được bình tĩnh, lao tới xô đẩy đối thủ. Cầu thủ hai bên phải lao vào can ngăn. Sau khi vãn hồi trật tự, trọng tài rút thẻ vàng với cả Văn Trường lẫn Farid. Tới phút bù giờ, Văn Trường tiếp tục va chạm với Farid nhưng không phải nhận thẻ vàng thứ hai. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã một lần ném chai nước, lao ra hô học trò giữ bình tĩnh khi vào bóng bằng cả hai chân. Dù thắng và vào bán kết, nhưng thực sự là trận đấu đáng quên. Hiệp 2 có những va chạm không cần thiết, tôi không hài lòng một chút nào. Tôi nói với trọng tài là muốn thay cậu ấy, Nguyễn Văn Trường ra ngay. Tôi không hài lòng, tôi muốn các cầu thủ chơi bóng một cách thực sự. Bóng đá là đá bóng, chứ không phải đánh nhau. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau trận đấu. Trong cuộc họp trưa nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, chúng ta đang tham gia một giải đấu quốc tế, nơi mà tinh thần đồng đội và sự tự kiểm soát là vô cùng quan trọng. Sự cố của Văn Trường không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của đội tuyển, mà còn làm mất tập trung cho toàn đội. Chúng ta không thể chấp nhận hành vi thiếu chuyên nghiệp như vậy. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn và cổ động viên. Một số ý kiến cho rằng việc loại Văn Trường khỏi đội hình sẽ làm mất đi sức mạnh của hàng thủ U23 Việt Nam. Trong khi một số khác lại đồng tình với quyết định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, cho rằng đây là cách để gửi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần và kỷ luật đối với đội bóng. Dù sao, trước một đối thủ mạnh như U23 Malaysia, U23 Việt Nam sẽ phải thể hiện tinh thần đồng đội và sự tập trung cao độ để có thể giành chiến thắng. Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Dù đã có chiến thắng tối thiểu trước U23 Philippines, nhưng có thể thấy U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ ngôi vương U23 Đông Nam Á. So với trận gặp U23 Lào, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có vài thay đổi ở tuyến tiền vệ và đó là nguyên nhân chính khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Trong phần lớn thời lượng của trận đấu, tập thể do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt buộc phải sử dụng những tình huống bóng dài để tổ chức tấn công. Trong khi đó, việc triển khai bóng từ phần phía sân nhà đã bị U23 Philippines vô hiệu hóa với khối pressing tầm cao ấn tượng. Việc triển khai tấn công của U23 Việt Nam ở trận này phụ thuộc khá nhiều vào ba trung vệ. U23 Việt Nam rất cần những mẫu tiền vệ có khả năng điều tiết nhịp độ như Văn Trường hay Bá Đạt. Điều này sẽ giúp cả ba tuyến của U23 Việt Nam được vận hành trơn tru hơn, tránh rơi vào tình trạng bế tắc như trận đấu với U23 Philippines vừa qua. Việc cất những tiền vệ có tính tổ chức tốt như Văn Khang hay Thái Bá Đạt khiến tuyến tiền vệ và hàng công gần như không tìm được sợi dây kết nối. Ở trận này, Đức Việt không phát huy được điểm mạnh bằng những tình huống phân phối bóng, trong khi Minh Khoa cũng không phải là mẫu tiền vệ có tính tổ chức cao. Do đó, hàng công U23 Việt Nam gần như đã tự lực cánh sinh trong phần lớn hai hiệp đấu. Điều đó cho thấy tinh thần tổ chức của U23 Việt Nam đang gặp một số vấn đề. Như đã nói, việc thiếu một nhạc trưởng ở khu vực giữa sân đã khiến U23 Việt Nam không còn phát huy được những bài đánh trực diện như trận gặp U23 Lào. Bàn thắng duy nhất ở trận này do công của Hữu Tuấn là một bàn thắng đẹp mắt, nhưng đây lại là tình huống xử lý cá nhân, chứ không phải là bàn thắng dàn xếp bài bản và khoa học. U23 Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn tương đối mờ nhạt trong khoảng 70 phút của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không để lại quá nhiều dấu ấn từ chiến thuật, lối chơi cho đến cách vận hành. Mãi đến khi những trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt hay Văn Trường vào sân, U23 Việt Nam mới có những phút thi đấu thực sự khởi sắc. Điều này cho thấy khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị đang là quá lớn. Văn Khang và Văn Trường vào sân, lối chơi của U23 Việt Nam đã có thay đổi rõ rệt. Văn Trường không còn đá tiền đạo, thay vào đó anh lùi sâu và làm bóng, di chuyển rộng để thu hút các vệ tinh xung quanh, qua đó đưa ra những đường truyền mang tính sát thương cao. Với Văn Khang, kể từ khi tiền vệ của Viettel vào sân, anh xuất hiện ở mọi điểm nóng từ trung lộ cho đến hai hành lang biên. Ngoài ra, sự hiện diện của Quốc Việt cũng giúp cánh trái U23 Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn so với những gì mà Xuân Tiến đã thể hiện trước đó. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng nói, ông sẽ cho U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá tương tự như huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Tại giải U23 Đông Nam Á năm nay,
U23 Việt Nam đã có những nét tương đồng so với U23 Việt Nam tại SEA Games 32 cách đây vài tháng trên đất Campuchia. Nổi bật trong số đó là những tình huống chủ động pressing tầm cao với quân số đông của các tiền vệ và tiền đạo. Điều này đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò thực hiện trong trận đấu với U23 Philippines. Thậm chí đã có 2 đến 3 tình huống trong hiệp 1. Quân số của U23 Việt Nam thậm chí còn nhỉnh hơn U23 Philippines bên phần sân của đối thủ. Đôi lần chúng ta thành công trong việc gây áp lực tầm cao, qua đó tận dụng thời cơ để tổ chức phản công. Đó là một trong những miếng đánh mà huấn luyện viên Chu Xie từng áp đặt vào U23 Việt Nam tại SEA Games 32 hay đội tuyển Việt Nam trong 2 lượt trận giao hữu vào tháng 6 vừa qua tại Syria và Hồng Kông. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tung ra sân nhiều cầu thủ còn rất trẻ, trong đó có Lê Đình Long Vũ 17 tuổi, Nguyễn Đăng Dương 18 tuổi và Nguyễn Hữu Tuấn 17 tuổi. Đây đều là 3 tài năng trẻ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đăng Dương đã có một trận đấu khá tròn vai khi chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Tiền đạo thuộc lò Viettel cho thấy phẩm chất của một tiền đạo thực thụ. Qua nhiều tình huống làm tường tốt, khả năng độc lập tác chiến ấn tượng, cũng như sở hữu kỹ năng dứt điểm không hề tệ. Đây là mẫu trung phong có nét tương đồng với Nhâm Anh Dũng, cầu thủ cũng trưởng thành từ lò Viettel. Ngoài ra, Hữu Tuấn và Long Vũ cũng đã có trận đấu hoạt động năng nổ ở hai hành lang cánh. Đặc biệt, Hữu Tuấn đã có một bàn thắng rất đẹp bằng pha dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước U23 Philippines. Chưa kể, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng 18 tuổi cũng đã có một trận đấu xuất sắc khi chơi bên cạnh hai đàn anh là Nam Hải và Ngọc Thắng. Hôm nay, đội tuyển U23 tập trung nhiều gương mặt mới. Đội tuyển U23 và một số tuyển thủ Việt Nam sẽ hội quân từ hôm nay, ngày 23 tháng 8. Do đặc thù V-League 2023 chia làm 2 giai đoạn với 2 nhóm đấu, nên huấn luyện viên Chu Xie cũng sẽ gom quân làm 2 lần, cách nhau khoảng 5 ngày. Nhóm đầu tiên trình diện là 4 cầu thủ gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Tuấn Anh và Đinh Thanh Bình. Đây là nhóm những cầu thủ thuộc các câu lạc bộ nhóm B đua trụ hạng đã thi đấu xong tại V-League 2023. Số còn lại gồm 20 cái tên khác sẽ chính thức hội quân vào ngày 22 tháng 8, một ngày sau khi nhóm A tìm ra nhà vô địch. Nhóm 4 cầu thủ tập trung sớm sẽ tập luyện chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Chu Xie trực tiếp dẫn dắt, được kỳ vọng sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho lứa đàn em U23. Lực lượng của U23 Việt Nam cũng sẽ có sự biến động sau khi V-League kết thúc và U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn thành thi đấu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan trở về. Trong danh sách mà huấn luyện viên Chu Xie gọi lên chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 có nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng không bỏ qua các gương mặt mới đây đã bị loại khỏi thành phần dự giải vô địch Đông Nam Á. Trong số này, tiền vệ Nguyễn Công Phương, tiền đạo Vũ Minh Hiếu của câu lạc bộ Cheonan Hàn Quốc, người bị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gạt khỏi đội hình U23 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á cách đây ít ngày là 2 cái tên đáng chú ý. Công Phương là đội trưởng U17 Việt Nam, gần đây nổi lên như một truyền nhân của Công Phượng và cũng chính là em họ của CP10. Tiền đạo cao 1m80 Vũ Minh Hiếu dù chưa thi đấu cho đội 1 Cheonan nhưng vẫn ra sân thường xuyên trong các trận giao hữu. Hồi tháng 3, Vũ Minh Hiếu đã có bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Cheonan trong trận giao hữu thắng câu lạc bộ Chengdu Rongcheng FC Trung Quốc 1-0. Minh Hiếu được tung vào sân ở phút 65 và ghi bàn chỉ 10 phút sau khi có mặt trên sân. Trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập ở giai đoạn đầu tập luyện, phần lớn là những gương mặt mới lần đầu tiên được khoác áo U23 Việt Nam. Ở vị trí thủ môn có Đoàn Duy Hoàng, Viettel và Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An. Hàng hậu vệ có sự góp mặt của Hồ Văn Cường, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Văn Triệu, Hoàng Anh Gia Lai, Đặng Tuấn Phong, Huế, Võ Minh Trọng, Lê Hoàng Khải, Đồng Tháp, Vũ Văn Sơn, Hà Nội FC, Mai Quốc Tú, Lê Văn Hà, SHB Đà Nẵng. Hàng tiền vệ có Lê Quốc Nhật Nam, Huỳnh Thế Hiếu, Đỗ Văn Chi, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Ngọc Tín, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Huy. Hàng công là các sự lựa chọn Hoàng Minh Tiến, Kon Tum, Cao Quốc Khánh, Đồng Nai, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phú Thọ và Minh Hiếu, Cheonan, Hàn Quốc. Ở lần triệu tập này, huấn luyện viên Chu Xie vẫn giữ nguyên quan điểm mở rộng tối đa cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông đánh giá là có tiềm năng. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và chủ yếu đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại giải hạng nhất và hạng nhì quốc gia. Trong giai đoạn tập huấn đầu tiên, huấn luyện viên Chu Xie tập trung chủ yếu vào công tác rà soát, đánh giá phong độ cũng như khả năng hòa nhập của các cầu thủ được triệu tập. Theo kế hoạch, bảng C vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ với sự tham gia của 4 đội bóng U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen
và chủ nhà U23 Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn một đội xếp thứ nhất và cạnh tranh một trong bốn vị trí thứ nhì tại 10 bảng còn lại có thành tích tốt nhất, góp mặt tại vòng chung kết cùng với chủ nhà U23 Qatar. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam vào ngày 6 tháng 9, gặp U23 Yemen vào ngày 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore vào ngày 12 tháng 9. Các trận đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.